Hôm nay mình sẽ đi xem sân golf. Đây là con đường đi tới sân golf và những ngôi nhà đẹp xây chung quanh sân golf. Ngày thứ bảy chủ nhật, thường thường người Mỹ nghỉ làm thì họ đi đánh sân golf. Sân golf này nó có hai bên, một bên là để cho người mới học để thực tập, một bên là có những xe golf để cho những người đi đánh golf. Cái này là nó kêu là khán đài. Bãi đánh golf này rất là rộng lớn. Muốn đánh golf tại đây, người ta phải đóng một năm là $1,500. Phía bên tay phải là những người đang tập đánh. Bên tay trái là những cái lỗ đánh golf cho những người đã biết đánh rồi. Sân golf này rất rộng lớn. Thường là chung quanh sân golf là có những ngôi nhà rất mắc xây cất chung quanh sân golf, cũng như là coi như là xây cất chung quanh những công viên có cây có cảnh mà bước ra sân golf chơi cũng được. Thường thường là người Mỹ mà về hưu họ cũng thích đi đánh golf này, tại nó có sức khỏe, phải đi bộ nhiều. Đánh một trái banh từ chỗ này qua chỗ khác thì phải đi bộ nhiều. Phía xa xa người ta đánh trái banh này chạy cái đúng cái lỗ đó là họ nếu như là người mới thực tập đó bạn. Tiền để vô cái club này á, là một năm là $1,500, còn đóng thêm mỗi lần chơi như vậy phải đóng thêm lệ phí. Thường thường là người giàu thì họ đưa ra đây họ chơi banh với để họ gặp nhau, bạn bè gặp nhau. Thì phía bên tay mặt á, là cái là country club, là chỗ để vô nghỉ ngơi, để uống rượu, uống trà, có tiệm ăn thì phải là member thì mới tới lại được, mới vô đây được các bạn. Mình thấy có ít người phụ nữ đánh golf lắm. Thường thường là mình thấy đàn ông không à, chỉ có vài phụ nữ đánh golf thôi. Đây chắc là một cái trò chơi giải trí cho đấng mày râu. Bây giờ mình vô mình coi country club ha. Trong country club thì nó có chỗ cho ngồi, chỗ có cái bar, chỗ có tiệm ăn. Thank you.
mời bạn đi vào thăm phía trong của Country Club hay là cái club để mà vừa chơi golf mà phía trong này thì nó có dọn ăn. Giờ mời bạn cùng đi với mình đi vào trong xem nhé. Cái đây là cái chỗ đi quầy bar uống nước uống trà, có chỗ phía bên người ta thì có chỗ cho người ta ngồi, người ta để dọn ăn. Buổi trưa thì có ăn, còn trong ngày thường thì họ dọn sandwich hay trà hay là pizza. Đây cảnh phía trong của Country Club. Sau đây thì sau khi đi xem Country Club thì mình sẽ mời các bạn đi xem những căn nhà họ cất chung quanh cái golf course. Những căn nhà này thì rất là đẹp, trị giá từ 1 triệu đô la trở lên. Cái kiến trúc của họ là theo kiến trúc hồi xưa, rất là đẹp. Đó, vì bạn coi thì những kiến trúc hồi xưa là kiến trúc Florida. Ở Florida thì người ta nhà xây bằng gạch nha bạn, không có xây bằng gỗ. Tại vì ở xứ nóng thì có những con mối, không có xây nhà bằng gỗ được. Ở xứ lạnh ở Mỹ á thì thường thường họ xây nhà bằng gỗ, tại vì khi mùa lạnh tới thì là những con mối con mọt đó là chết hết. Còn ở Florida thì là không có mùa lạnh nên cho nên là nhà phải xây bằng gạch thì nó mới chắc chắn không bị mối mọt mối mọt mối nha. Và cái khu này là chung quanh golf course, chung quanh cái golf course đó, cái sân golf đó thì nhà bạn đi coi, nhà phía trước rộng, phía sau cũng rộng mà cây cối rất là đẹp. Nhà này là những căn nhà rất là nhiều tiền, cất rất là kiến trúc lạ lùng, là kiến trúc xưa đó bạn, là những người mà Mỹ á, họ rất thích những ngôi nhà có kiến trúc xưa để họ sửa lại bên trong cho nó đẹp, cho nó là tiện nghi tối tân. Nhưng mà thích ở ngoài cũng là những cái này là những kiến trúc cỡ chắc cái này cũng cất chừng 5-10 năm nhưng mà cất theo kiểu xưa. Đây là khu cổ kính, đường thì rất là rộng, cỏ chắc rất là nhiều. Thì thường những người đây họ giàu lắm thì họ hùng nhau họ mướn những công ty đó đi cắt cỏ. Có nhiều người Việt mình đi qua đây thì mở công ty gì đó rồi đi tới cắt cỏ cho người ta, cho mấy người. Đây thường thường là khu này là bác sĩ, kỹ sư, thương gia giàu có, nhà từ 1 triệu đô la trở lên, nhà nhỏ từ 1 triệu, nhà 2 tầng nhiều hơn, cái mấy căn này cỡ chừng 800-900 ngàn một triệu. Và sân của nó lớn, mà cái sân trước cũng rộng ghê chưa. Đó là khu này là khu xưa đó, những ngôi nhà xưa đó, cất lâu cách đây mà 20-30 năm, thì là người nào sân cũng rộng rãi. Người khởi đầu là nhà có một tầng, khi nào người ta có tiền nhiều hơn á, người ta cất lên tầng thứ hai. Đây là nhà họ bán, họ để cái tờ giấy bán, thành ra để cho mình tới mình coi, mình lấy tỷ để mình coi giá chừng bao tiền. Cái nhà này bán là 950.000 đô, rộng lắm, trong này tới 5 phòng ngủ, không có ai nhà hết mà không có ai để cho, cũng không có chủ, là mình phải vô coi phía trong không được, để lái xe đi ngang thôi. Cái nhà này lấy cũng rất là rộng lớn, cái này còn được cất thêm tầng thứ hai nữa. Turn there. Turn here.
like Marty's house. It's like Marty's house.